Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong Geumsan đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ giúp trẻ hóa làn da cũng như là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm đối với người sử dụng. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng dù cả nam hay là nữ thì rất đều chú trọng về ngoại hình đúng không ạ? Và ngoài 30 tuổi, đây chính là thời điểm mà các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện. Các nếp nhăn trên gương mặt hay là nám, tàn nhang sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mất tự ti. Tất nhiên, khi mà chúng ta xuất hiện những khuyết điểm như vậy thì chúng ta thường có xu hướng là sử dụng các loại kem để che mỗi khi đi ra ngoài, hay thậm chí là chúng ta có xu hướng là sử dụng lớp phấn hay là lớp che khuyết điểm dày hơn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng như vậy trong một thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến da của chúng ta và khiến cho chúng ta gặp nhiều tình trạng khác nhau, thậm chí là còn khiến cho việc là lão hóa bị trầm trọng hơn. Chính vì vậy, nếu như bạn muốn được trẻ hóa làn da cũng như là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm này thì Kiều Oanh khuyên rằng chúng ta nên có một liệu pháp chăm sóc da từ sâu bên trong và kết hợp với các liệu pháp ở bên ngoài. Và chính vì vậy, dòng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong Geumsan đến từ Hàn Quốc này được xem là một trong những liệu pháp vô cùng uy tín cũng như là hiệu quả hiện nay được rất nhiều người sử dụng trong việc là làm đẹp da cho cả nam và nữ. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng nhân sâm là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Tại Hàn Quốc, nhân sâm không chỉ được sử dụng để làm thức ăn, làm liệu pháp chữa bệnh hay sử dụng để làm một sản phẩm thực phẩm tăng cường sức khỏe, mà nhân sâm còn được biết đến là một trong những loại dược liệu làm đẹp vô cùng tốt và đã được sử dụng từ thời xa xưa dành cho vua chúa tại Hàn Quốc. Và hồng sâm thì đã mang đến nhiều công dụng còn hơn ngoài mong đợi. Và ngày nay khi mà đến Hàn Quốc thì chúng ta rất dễ dàng tìm thấy những loại kem sâm, sữa rửa mặt sâm, mặt nạ sâm hay thậm chí là phấn che khuyết điểm từ sâm. Và những sản phẩm từ sâm như thế này thì chúng mang lại những hiệu quả vô cùng tuyệt vời, giúp cho da của chúng ta được trắng hồng hơn, khỏe mạnh hơn, loại bỏ tình trạng mụn trên da. Và với dòng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong Geumsan này chính là một trong những dòng sản phẩm, một trong những bí quyết giúp cho bạn trẻ hóa làn da và ngăn chặn tình trạng lão hóa cực kỳ tuyệt vời. Trong nhân sâm thì đã được chứng minh là có chứa chất chống oxy hóa, và các chất chống oxy hóa này khi đi sâu vào cơ thể, nó sẽ ngăn chặn các gốc tự do phát triển, và từ đó thì sẽ giúp cho da dẻ của chúng ta được đẹp hơn và cũng như là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Trong hồng sâm còn được chứng minh rằng là có các hợp chất giúp cho da của chúng ta phòng chống được các tia cực tím, từ đó thì giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn từ sâu bên trong, và thậm chí là nó còn tạo nên một lớp bảo vệ, một lớp màng chắn ở trên da của chúng ta. Vâng, như vậy có thể thấy là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và quan trọng và đặc biệt hơn nữa, đó chính là với dòng sản phẩm nhân sâm này, khi được kết hợp với mật ong đã tạo nên một sản phẩm tuyệt vời, được kể cả chị em phụ nữ và nam giới sử dụng như một liệu pháp làm đẹp. Nếu như hồng sâm có chứa nhiều chất vitamin, chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất giúp cho da của chúng ta đẹp hơn, thì mật ong lại được chứng minh rằng là một trong những loại nguyên liệu có chứa nhiều vitamin và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời là giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và hai sản phẩm tuyệt vời như thế này thì kết hợp với nhau đã tạo nên dòng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong như bên cạnh Kiều Oanh đây. Và dòng sản phẩm này thì được kiểm nghiệm từ khâu đầu vào vô cùng chặt chẽ và được sản xuất theo phương pháp hấp cách thủy, sau đó tẩm ướp với mật ong nguyên chất tại Hàn Quốc và đã cho ra đời một sản phẩm tuyệt vời như bên cạnh Kiều Oanh đây. Và với một sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Oanh nhé, đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 lát hồng sâm tẩm mật ong. Và với hồng sâm tẩm mật ong này thì cách tốt nhất để sử dụng đó chính là chúng ta thái lát và ngậm trực tiếp trong miệng, hoặc chúng ta cũng có thể pha trà. Chỉ với 1-2 lát thôi, nó vừa giúp cho chúng ta da được đẹp hơn, trẻ hóa lâu hơn, phòng chống lão hóa cũng như là ngăn chặn tình trạng lão hóa, mà còn giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và để mua được dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Oanh là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Oanh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.